là cô mở lại cái quỹ mổ tim hả chú? Là hồi giờ mổ không? Mà do cô gặp sự cố tạm đóng thôi, giờ mở trở lại cho để kéo cái chương trình tới mổ 18 tuổi. Dạ. Con nghe ai cũng vô mừng nghe thông tin này cho chú. Dạ. Mấy đứa con nít rồi. Dạ, mấy đứa nít được cứu. Dạ. Cái đó làm tới năm 2030. Dạ. Hổ 18 tuổi rồi, lúc đó ảnh anh đủ tuổi rồi để quyết định tiếp con. Dạ. Nhưng mà con thấy chắc mấy hổ chắc cũng chắc theo con đường của chú à. Dạ. Thấy là còn nhỏ mà cũng đã có cái tấm gọi là làm từ thiện rồi. Dạ. Hôm nay cô với chú cũng tiếp tục đi khảo sát vòng vòng hả chú? Tại vì giờ sắp tới là làm tập trung. Dạ. Thứ nhất là đông người á, anh em nó phục vụ ở đây. Dạ. Ví dụ như chú chỗ này nó đâu có cái bàn ghế chỗ mát này. Dạ. Kiếm những chỗ nào mát đó để ghế bàn và đi mỗi giờ. Dạ. Dạ. Mình cứ ngồi trong phòng để anh em nó báo cáo. Thank you.
Nó nói rồi thì cho chị nó cũng không có gì. Và cái quan trọng nhất là sau này khi chị già rồi á, chị sẽ bán là làm từ thiện, bán là làm từ thiện và cho con gái một lần nữa. Tất cả sẽ là con gái làm từ thiện hết. Chị dám nói với em một câu và nói với cả quý vị ở đây, nếu trong cuộc đời có biến cố, tôi sẽ là người tự nguyện giao hết tài sản cho đất nước để cứu dân. Trên sông núi thì minh chứng cho lời thầy của tôi. Vì sao? Vì tôi mang ơn nhân dân, mang ơn đất nước Mỹ đã cho tôi quá nhiều, cho nên tôi không có điều gì để tiếc cái nước Mỹ hết. Và tôi nguyện một lòng sống vì dân, đặc biệt là trẻ nghèo, dân nghèo, đó tôi rất là quan trọng. Cho nên là không ủng hộ tôi thì đừng đánh hộ tôi, đừng làm tổn thương tôi nữa, đừng sát thương tôi nữa. Bởi vì sao? Vì tôi chỉ có một lần sống và một lần cống hiến. Cho nên những người yêu mến tôi sẽ không bao giờ sụp đổ thất vọng về tôi. Vì tôi nguyện, có một cái đại nguyện. Mà sẵn đây tôi chia sẻ với vị luôn. Tôi đại nguyện sống trở thành Bồ Tát. Và từ khi cái đại nguyện đó, nó không biết là tôi có đủ sức để gắn hay không. Nhưng mà từ khi tôi đại nguyện đó, thì hình như là trong tố đổ lên rồi chứ rất là nhiều. Có khi là một sự thử thách. Có khi là một sự gọi là xem tôi có chịu đựng được hay không. Tôi đã chịu và đựng quá nhiều sau cái đại nguyện đó. Mà hạnh Bồ Tát là gì? Là cái cứu nhân độ thế, giúp người giúp đời. Ở tôi nguyện làm điều đó, thì ở nơi đâu, bất cứ chỗ nào, tôi cũng đều hy sinh hết tất cả những gì có thể. Và qua những câu chuyện mà sau này rồi quý vị sẽ hiểu ra nhiều. Và quý vị sẽ thấy rằng là quý vị không có gì không để thương. Đó là sự thật. Hôm nay chị cảm ơn em đã lặn lội đường xá xa xôi đến tận Đại Nam để mà ngồi đây với chị, để mà em thấy rằng là chị ở ngoài rất là đơn giản, rất là nếu mà không nói là hóm hỉnh, đúng không? Ngày tối hôm qua đó, chị cũng mặc bộ đồ thì chị cũng lái xe, chị cũng cầm lo trên xe đó, cũng rất là thấy hơn thư giãn không, rồi khi mà cần thiết thì rất là nghiêm túc. Thì trong chị nó có nhiều cảm xúc lắm. Thì sẵn đây cảm ơn quý vị. Nếu mà quý vị nào có yêu mến Kim Cương thì ủng hộ cho bạn này. Cảm ơn quý vị. Đúng rồi. Hà Bia quá là thâm độ. Quá hay. Em rất là quá hay luôn. Không phải là em ủng hộ vì chị giàu. Chị quá giàu như thế mà em ủng hộ chị là ở tấm lòng của chị và ở cách nói chuyện của chị. Tại vì giống như em là tới cái tuổi này rồi thì em cũng gặp gỡ rất là em bao nhiêu tuổi? Mấy tuổi rồi, năm nay mấy tuổi đi so tì. Không, ý là em nói là em gặp gỡ nhiều người á, nhưng mà gặp gỡ được nhiều người á mà nói chuyện mà gần gũi và yêu mến và có cái tấm lòng mà thiện lành, nó rất là yêu thương những cái người mà có hoàn cảnh khó khăn, nó giống như chị á, không có gì đâu. Cho nên là em thấy chị rất là quý là cái tính cách của chị và cái con người của chị. Còn Kim Cương thì chị em mình có chung một niềm đam mê Kim Cương. Hôm nay là lên đây ngồi cùng với chị được không? Tại chị là đủ rồi, nói với em là rất là hạnh phúc rồi. Tại vì em không nghĩ mọi chuyện nó quá nhanh như vậy. Từ hôm mà em vô tình là em kể cái câu chuyện là Kim Cương với chị á, em cũng không ai mách bảo em. Tại vì mỗi ngày em vẫn live stream để nói chuyện với khách, thì vô tình là hôm bữa là có một khách hàng hỏi, thế em mới ngồi em kể những chuyện em biết về Kim Cương của chị. Cái không ngờ là mọi người lại lưu lại cái video clip đó và lại đăng lên rất nhiều. Có tình em nổi tiếng đúng không? Cái này không, thực sự là chắc là em với chị em mình. Không, bây giờ em là người nổi tiếng nè, gặp một người tai tiếng nè. Đó, nổi tiếng tai tiếng thì giống nhau chữ tiếng nữa. Đúng không quý vị? Thằng là người rất là nổi tiếng. Em là vô tình mọi chuyện nó đưa đẩy để em có cơ hội là lần đầu tiên là video call với chị trước. Là em từng gặp chị và sau lúc đó là cũng có những cái biết ở trong lòng em cũng thôi thúc, em cũng mong muốn được gặp chị một lần ở ngoài. Thì đến ngày hôm nay là em đã được gặp chị Hằng ở nhà ơi. Và tất cả các chị em mà ở đây em cũng nghĩ là do là mọi người rất là yêu mến chị Hằng, cho nên là mọi người mới lặn lội đường xá xa xôi đến hôm nay. Em nghĩ là chắc mọi người cũng có cảm giác giống như em hồi đây mà đi vô đây ngồi. Ta nói là lần đầu tiên trong cuộc đời đi tu idol mà đây là idol quá nha. Mà nó trời học luôn.
giữ xe rồi sao mà lên đi được. Chị ghét người đẹp lắm, mà đẹp không chị ghét đẹp lắm. Đẹp hơn chị Hằng không được ngồi trên đây đâu nha. Không nha, ai đẹp hơn tôi ghét chứ. Không có đẹp nhưng mà ai đẹp hơn tôi ghét. Cưng hơn đó, cũng chưa đẹp hơn chị đó. Leo một bữa hơn chị là không được lên rồi. Không nhỏ nha. Dạ. Quý vị thấy bạn này chị thương không? Phúc hậu đó quý vị. Em có làm từ thiện không? Dạ, có có thêm chị không? Em em chị tốn kém lắm. Không, em đi theo em hỗ trợ thôi. Còn em hỗ trợ được em gì em hỗ trợ gì đó. Nói chơi vậy thôi, chị không bao giờ quyên góp của ai hết. Chị có bao nhiêu chị làm bấy nhiêu. Chị chưa bao giờ nhận một đồng nhà xu nào của ai. Để lúc góp chị tự làm. Mà có gửi chứ cũng không nhận luôn. Đó là tôi gửi cho các bạn. Em là công ty của em là năm nào cũng làm được. Là công ty trách nhiệm là làm bằng tiền túi của em. Không bao giờ đi góp của khách hàng. Em làm bằng tiền túi, còn có người đi móc túi. Một người làm tiền túi, một người đi móc túi. Nó khác nhau xa, đúng không? Mình làm tiền túi bằng mồ hôi nước mắt của mình thì mọi người sẽ cảm nhận được cái sự hy sinh của mình. Còn mình đi móc túi người khác thì một ngày nào đó thì người khác móc cái lời mình. Đúng không? Nhân quả là một vòng tròn mà em. Thôi thì cảm ơn em rất là nhiều nha. Chú Dũng nha.